Xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video ngày hôm nay, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Hôm nay Tâm Tâm cũng xin chia sẻ đến cả nhà về quang cảnh của một nơi có thể nói rất là nổi tiếng và linh thiêng khi chúng ta đến tham quan du lịch đảo Ngọc Phú Quốc, đó là chùa Hộ Quốc. Và bây giờ thì cả gia đình mình đang cùng đi trên con đường dẫn đến ngôi chùa Hộ Quốc này. Và để chúng ta đi đến ngôi chùa Hộ Quốc thì mình phải men theo một con đường nhỏ, con đường khoảng 4 km với những khúc quanh co uốn lượn, và xe chúng ta bon bon đi trên con đường này với hai bên là những bông cỏ lau nhìn rất là thơ mộng, và bên kia là màu biển xanh biếc. Và cả nhà đang nhìn thấy ở đây là một bức tường dài với những cái nhành tre trúc. Tâm Tâm cũng không có nhìn nhanh quá, nhìn không kịp nữa. Hình như là cây trúc nhỏ nhỏ nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì chúng ta đã được nhìn thấy biển ở phía bên tay phải của mình. Rất là thơ mộng đúng không cả nhà? Xa xa đằng kia chúng ta đã nhìn thấy tượng của Phật Quan Âm, nhìn rất linh thiêng và đứng sừng sững, hướng mặt ra biển và lưng tựa vào núi. Và nãy giờ mình đi cả đoạn đường dài rồi, nhưng mà Tâm Tâm lại quên chia sẻ đến cả nhà về địa chỉ của ngôi chùa Hộ Quốc. Thì Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc là một trong những công trình nằm trong dự án khu du lịch tâm linh, có diện tích hơn 110 hectare, diện tích chùa chiếm khoảng 12%, thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ở đây mình thấy một cái bảng chỉ là cổng chính là ở phía trước. Vậy thì chúng ta sẽ đi thẳng lên phía trước này luôn để đi vào ngôi cổng tam quan chính của chùa, chứ mình không nên đi vào ngôi cổng nhỏ ở đây. Đó là cổng nội bộ của chùa ha cả nhà. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dừng xe lại và mình sẽ đi vào trong chùa nha. Bây giờ thì mình đã đứng trước cổng chùa và đây là cổng chính nha cả nhà. Và ở đây thì chúng ta thấy đề bảng là Thiền viện Trúc Lâm chùa Hộ Quốc, và tên gọi là Thiền viện Trúc Lâm, nhưng mà ở đây sẽ có một số điểm khác biệt so với là Thiền viện Trúc Lâm ở nơi Cần Thơ mà mình ở, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng lên đường hành trình tham quan một cái địa điểm linh thiêng và có thể nói là rất là hoành tráng như thế này tại đảo Ngọc Phú Quốc nha. Nếu như mà từ xa xa chúng ta đã nhìn thấy tượng Phật Bà Quan Âm thì ngay khi bước vào cổng chùa mình lại nhìn thấy tượng của Phật Ngọc rất là lớn đặt ở ngay trung tâm giữa khuôn viên chùa. Ngay phía sau đó là bức tranh rồng phượng sơn vàng trên nền thạch cao màu xanh, ở lúc trước là màu trắng và bây giờ là màu xanh. Và hai bên là hai dãy cầu thang để chúng ta đi lên chính điện của chùa. Bức tranh này trải dài suốt chiều dài cầu thang. Và khi mà mình đến đây thì leo lên đến bậc thang cuối cùng của cầu thang thì chúng ta hãy quay ngược lại để ngắm nhìn biển Phú Quốc từ trên cao. Chút xíu nữa thì mình sẽ quay ngược lại cho cả nhà mình xem biển Phú Quốc nhìn từ trên cao hướng từ chùa Hộ Quốc nhìn sẽ đẹp như thế nào và khung cảnh sẽ ra sao. Cả nhà mình nhớ xem nha. Là bạn Thư với lại bạn Dương. Giữa thiên nhiên bao la rộng lớn, một ngôi chùa hiện lên và nhìn từ đây chúng ta nhìn thấy biển Phú Quốc trong xanh kết hợp với những núi non hùng vĩ chập trùng ở xung quanh mình, cảm thấy mình thật là nhỏ bé đúng không cả nhà? Một cái khung cảnh hết sức là hùng vĩ. Sau khi mình leo lên hết các bậc thang thì chính điện cũng hiện ra trước mắt chúng ta rồi. Và mình có thể vào bên trong để dâng hương trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ ra ngoài này và có những tấm ảnh rất là đẹp luôn. Tại vì ở đây thì vừa linh thiêng mà lại mang một cái nét đậm chất là mình không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà khi mà cả nhà nhìn thấy ở đây là rất là đẹp đúng không? Và chúng ta có thể có những bức ảnh triệu like đó cả nhà ơi. Tại vì Tâm thấy ở đây cảnh đẹp quá.
Và bây giờ thì cả nhà mình đang vào đây để dâng hương và cùng cầu nguyện bình an, nguyện cầu cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe, cũng như là một năm mới thật là may mắn, mọi công việc đều được suôn sẻ. Và Tâm cũng cầu bình an cho tất cả mọi người đang xem kênh của mình, cũng như là đã xem và sắp sửa sẽ xem kênh của Tâm Tâm nữa. Thì tất cả mọi người chúng ta đều sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật bình an và thật may mắn trong cuộc sống luôn đó cả nhà. Sau khi mà mình dâng hương cúng Phật xong thì chúng ta cùng đi tham quan một vòng ở ngôi chùa Hộ Quốc này nha. Và chùa được khởi công xây dựng từ ngày 14 tháng 10 năm 2011, thì chùa bắt đầu được xây dựng trong dự án khu du lịch tâm linh với tổng diện tích của dự án là khoảng 110 hectare. Chùa chiếm diện tích là khoảng 12% như lúc nãy đầu video Tâm Tâm cũng đã chia sẻ đến cả nhà. Và đây là được coi là một trong các ngôi chùa lớn nhất tại Phú Quốc và lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Chùa được khởi công đồng bộ với hơn 1.000 người làm liên tục trong vòng 14 tháng. Kinh phí xây dựng thì lên đến hơn 100 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí làm đường. Bây giờ thì mẹ quê đang đi lên các bậc thang và đi lên phía tượng Quan Âm. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn hướng mắt ra biển và một khung cảnh rất là tuyệt vời đang hiện ra trước mắt tất cả chúng ta đó cả nhà. Ở đây một tượng Phật Quan Âm to lớn và nhìn rất là linh thiêng đang hiện ra trước mắt chúng ta. Hãy cùng cầu bình an cho tất cả mọi người nhé. Bây giờ thì Tâm Tâm cùng với cả nhà mình đi vòng ra hướng phía sau nha. Và ở sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một vách núi sừng sững và cây cỏ mọc xanh mát. Mặc dù là buổi trưa nắng nhưng mà khi mà mình leo lên đến đây thì trong tâm của mình lại cảm thấy rất là bình an và rất là thoải mái luôn, chứ không hề có một cái cảm giác nóng bức khó chịu đâu cả nhà ơi. Ở đây thì mình thấy có một cái bảng rất là lớn ghi là chú Đại Bi. Thì mình quay một chút cho cả nhà mình xem nha. Tất cả ở đây, kể từ công trình kiến trúc cho đến là những chậu cây nhỏ thôi, thì mình cũng đều cảm thấy có một sự hoàn mỹ chỉnh chu. Và vị thế của ngôi chùa đã tạo nên cho nó một cái sự đặc biệt. Nằm ở trên núi cho nên là xung quanh chùa thì không khí rất là mát mẻ và trong lành. Ngôi chùa được trồng nhiều cây xanh càng làm cho không khí trở nên tươi mát. Và xung quanh chùa được bao bọc bởi rừng và biển nên khung cảnh rất là nên thơ. Phía trước mặt mênh mông là biển cả, sau lưng thì lại là xanh rì những núi non. Và thời điểm mà Tâm Tâm đi ngôi chùa Hộ Quốc này là vào những ngày đầu năm 2022. Thì vào thời điểm này thì đa số là khách du lịch thường cũng có đến tham quan Phú Quốc, nhưng mà vào buổi trưa cho nên là cũng khá là vắng vẻ. Thì cả nhà nhìn thấy ở đây thì khách tham quan khá là ít đúng không? Tuy nhiên thì vào thời điểm hiện tại mà mình chia sẻ video này lên á, thì Tâm Tâm nghĩ là ở đây sẽ có rất là đông tín đồ Phật tử đến đây và du khách cũng đến để tham quan ngôi chùa này rất là nhiều luôn. Ngôi chùa này quả thật thì rất là bao la luôn. Và vừa nãy thì mình mới đi một vòng ở hướng của tượng Phật Quan Âm, thì bây giờ chúng ta lại đi xuống bậc thang ở dưới này và được bao bọc bởi một hàng tre trúc, nhìn rất là mát mẻ và lại rất là nên thơ nữa.
Ở đây thì mình thấy là có tượng của các vị Phật La Hán, và các ngôi tượng này thì nhỏ hơn so với là ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Nhìn cũng rất là đặc biệt đúng không cả nhà? Còn ở đây là một ngôi điện nằm ở phía sau của chính điện ha. Đó, mình đang đi vòng từ ở phía sau ra ngoài phía trước chính điện nha. Và quả thật thì ở đây rất là rộng lớn luôn. Đó, mình quay chậm lại hơn một xíu để cả nhà mình xem. Ở đây thì cũng có tượng của các vị La Hán nữa. Và các tượng này thì nhìn cái chất liệu đá và cái kích thước mình nghĩ là khoảng bằng so với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đó. Bây giờ thì cả nhà mình cũng đang chờ ở phía trước chính điện rồi nè. Và cả nhà cũng sẽ tập hợp lại để cùng chụp một tấm ảnh lưu niệm khi đến tham quan chùa Hộ Quốc nữa. Cùng ngắm nhìn lại một lần nữa quang cảnh nơi đây từ trên cao nhìn xuống nha cô chú anh chị và các bạn. Quả thật là một cái từ ngữ có thể nói ở đây là rất đẹp, hùng vĩ và linh thiêng. Bây giờ thì mình đã đi tới phía xuống đất rồi nè. Và ở phía đằng kia là mình gọi là cổng tam quan đi. Tại thường thường thì Tâm Tâm thấy có 3 cổng thì mình gọi là cổng tam quan. Chúng ta sẽ đi ra bằng cửa nhỏ nha. Lúc nãy mình đi vào bằng cửa lớn, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài bằng cửa nhỏ. Và ở bên kia còn có một cái ngôi đài sen giống như là chùa một cột vậy đó. Và có quán ăn của chùa nữa. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi qua bên đó để tham quan tiếp tục. Tại vì ngôi chùa này rất là rộng luôn, không chỉ là ở đây mà còn trải dài qua hướng ở phía bên, mình nhìn hướng bên này thì gọi là bên tay phải ha. Bây giờ thì mình cũng đã đi tới hướng ở bên này mình gọi, tại vì mình không thấy bảng cho nên là mình nghĩ mình nên gọi ở đây là chùa một cột. Tại vì ở đây mình thấy giống như là một cái đài sen đang nở ra và bên trong thì là thờ tượng Đức Phật Ngàn Tay. Đức Phật có nghìn tay ha. Và bà mẹ quê cùng với cô Loan đang đi hướng vào bên trong để thắp nhang nha cả nhà. Khung cảnh thật sự rất là đẹp luôn. Đây mình quay cho cả nhà xem kỹ hơn nha. Sau khi mà mình thắp nhang xong thì chúng ta sẽ đi hướng qua bên phía nhà ăn. Và ở đó thì sẽ có phục vụ cơm chay, ở các món chay và miễn phí nữa cả nhà ơi. Thì Tâm Tâm cũng sẽ tiếp tục quay review cho cả nhà xem luôn. Tới đây thì chúng ta tiếp xúc gần hơn với mùi biển rồi nè. Thì mình đi thẳng vào trong nhà hàng chay Trúc Lâm. Ở đây thì có các món chay tùy theo ngày. Và chúng ta cũng sẽ tự phục vụ ha. Mình tự vào đó xem có món gì và gọi món, rồi sau đó các cô Phật tử cũng sẽ làm và mình sẽ tự tới đó bưng. Ăn xong thì chúng ta sẽ tự dọn dẹp, tự bưng chén đũa của mình vào để vào thau. Và hôm nay thì cả nhà mình được thưởng thức là món hủ tiếu chay nha. Và Tâm Tâm thì ăn mì, cùng với ở đó thì có hủ tiếu hoặc là mì. Tại vì buổi trưa cũng hơi trễ rồi cho nên là hết cơm rồi cả nhà ơi. Rất là hấp dẫn luôn đó. Để mình quay cho cả nhà xem nha. Đó, hủ tiếu hấp dẫn chưa? Còn bên này của cô Loan cũng là hủ tiếu luôn. Và của bé này là mì nha, của bé Trúc là mì. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Chúng ta cùng ăn chay để cầu bình an nha cô chú anh chị và các bạn. Vậy thì chúng ta vừa có một hành trình tham quan ngôi chùa Hộ Quốc rất là ý nghĩa và linh thiêng, cùng với một trải nghiệm hết sức là thú vị tại đây. Và cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video. Bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Và cả nhà nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm Tâm nha. Bye bye.